áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em. Bài học hôm nay cô trò mình sẽ thì học bài tổng của các nhiều số thập phân. Tức là bài học hôm trước thì chúng ta đã học là gì? Phép cộng hai số thập phân rồi, đúng không nào? Thế còn bài học hôm nay thì nếu mà cộng 3 số thập phân trở lên thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta cũng sẽ đặt tính, đúng không nào? Đặt tính, sau đó thì chúng ta xem là có thể nhóm hai số thập phân hoặc 3 số thập phân lại để cho nó kê các phần phần trăm, phần 10 hoặc là gì? Hàng đơn vị, hàng chục có thể làm tròn hay không, đúng không nào? Thế thì để làm quen với cái quy tắc cộng nhiều số thập phân thì cô trò mình sẽ chuyển sang ví dụ thứ nhất nhé. Với ví dụ đầu tiên thì đề bài có cho như sau này. Có 3 thùng dầu và thùng thứ nhất thì có 28,5 lít, thùng thứ hai thì có 26,75 lít và thùng thứ ba thì có 13,5 lít. Đề bài hỏi là hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít. Rõ ràng là cô trò mình phải thực hiện phép cộng các số thập phân này với nhau, đúng không nào? Không phải là hai số thập phân nữa mà là 3 số thập phân. Vậy thì với bài này thì chúng ta có lời giải như sau. Cả 3 thùng có số lít dầu là, đúng không nào? Và phép tính của mình đó chính là 28,5 này cộng với 26,75 cộng với tiếp là gì? 13,5, được chưa nào? Thế thì với bài này cô trò mình cũng sẽ đặt tính như cộng hai số thập phân thôi. Và đặt tính như thế nào? Bây giờ cô trò mình cũng làm nào. Thứ nhất, thùng thứ nhất là cô có là 28,5. Cô viết 28,5, được chưa nào? Cộng với 26,75. Cô sẽ cộng với 26,75. Tiếp tục là cô cộng với gì nhỉ? Cái thùng thứ 3 có 13,5 lít, đúng không nào? 13,5. Thì cô sẽ được kết quả là bao nhiêu? Các bạn biết rằng cái quy tắc của mình đó là những cái phần mà gì nhỉ? Cái hàng phần nào mà còn trống thì chúng ta coi như nó là coi như số 0, đúng không nào? Cô viết số 0 ở đây. Thì các bạn tính. Đấy, tiếp tục như thế, hàng phần trăm ở đây chúng ta có là 0 ở số thập phân thứ 3 này. Thì bây giờ bước thứ hai đó là chúng ta sẽ cộng như số tự nhiên. Thế bây giờ cộng 3 số tự nhiên, đúng không nào? Chúng ta sẽ bắt đầu với hàng phần trăm trước, đúng không nào? Thì chúng ta 0 này, cộng 5, cộng 0. Chúng ta có kết quả bằng 5. Thì cô viết thẳng hàng, cô có kết quả là 5. Tiếp tục là 5 cộng với 7, 12. Đúng không nào? 12 cộng với 5, cô có 17. Cô viết 7 nhớ 1. Tiếp tục nhá. Ở đây cô có là gì ạ? 8 cộng 6, 14. 14 cộng 3, 17 nhớ 1, cô có 18. Cô viết 8 nhớ 1. 2 cộng 2 cộng 1, cô có bằng 5. Nhớ 1, cô có là gì? 6. Vậy cô đã thực hiện phép cộng của các số thập phân này như là gì? Cộng các số tự nhiên. Bây giờ bước cuối cùng đó là cô sẽ gì? Đặt dấu phẩy của tổng thẳng hàng với dấu phẩy của các số hạng trên. Thì các bạn gióng xuống thì có phải đây là số hạng ở giữa 4 chữ số này không nào? Và của cô sẽ có kết quả đó chính là 68,75. Vậy thì cô trả lời được câu hỏi của bài toán đó là cả 3 thùng có 68,75 lít dầu, được chưa nào? Bây giờ chuyển sang ví dụ thứ hai nhá. Ví dụ thứ hai thì cô có một đoạn dây thép dài, đúng không nào? Và cô sẽ gì nhỉ? Sẽ uốn nó thành một hình tam giác. Và các hình tam giác này sẽ có các cạnh khác nhau, có độ dài là 5,7 dm này, 6,8 dm và 4,3 dm. Thì hỏi chu vi của cái gì nhỉ? Của hình tam giác này bao nhiêu? Trước hết thì là chúng ta sẽ có một đoạn thẳng dài, dây thép dài như thế này, đúng không nào? Sau đó thì cô chuyển về một hình tam giác có độ dài khác nhau, đúng không nào? Đó, có độ dài khác nhau. Và cô sẽ gì nhỉ? Cho các cạnh như sau này. Ở đây cô sẽ có là 4,3. 4,3 này. Sau đó là gì? 5,7. Và cuối cùng là 6,8. Đơn vị là decimet, đúng không nào? Vậy thì để tính chu vi của một hình tam giác, có phải là chúng ta sẽ cộng ba cạnh của nó lại với nhau không nhỉ? Có nghĩa là chúng ta phải thực hiện phép cộng
nhiều số thập phân với nhau. Cụ thể đây chính là 4,3 này cộng với 6,8 cộng với 5,7, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ đặt tính như sau nhé. Cô có 6,8 này, cô cộng với 4,3 đúng không nào? Và gì? Cộng tiếp với bao nhiêu nhỉ? 5,7. Bước thứ nhất cô đã đặt tính xong, tức là các hàng thẳng hàng với nhau, số phẩy cũng thẳng hàng với nhau, được chưa nào? Bây giờ cô thực hiện phép cộng như cộng 3 số tự nhiên thôi, đúng không? 8 cộng với 3 bằng 11, 11 cho cộng 17 thì chúng ta có 18, viết 8 nhớ 1, được chưa nào? 6 cộng 4 cộng 5 thì chúng ta sẽ có 15 nhớ 1 thì cô có gì? 16, có 16. Vậy thì đáp án của chúng ta đây là chu vi của hình tam giác có độ dài là 16,8 decimet. Vậy thì trong phép cộng nhiều số thập phân chúng ta có tính chất gì? Thì bây giờ cô trò mình sẽ xem xét nào. Nếu mà cô đặt ngang thì cô có là gì nhỉ? 6,8 cộng 4,3 cộng với 5,7 đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để cô cộng nhanh hơn? Thì các bạn có để ý rằng là 4,3 này này cộng với 5,7 thì ra được một số rất là đẹp không? Đó chính là 10 đúng không nào? 10 cộng với 6,8 rất là dễ, còn dễ hơn nữa. Đó là chúng ta cũng sẽ có được cái kết quả là 16,8 đúng không? Vậy tính chất này là tính chất gì trong phép cộng nhiều số thập phân? Bây giờ cô trò mình sẽ đưa ra nhận xét khi cộng nhiều số thập phân nhé. Chúng ta sẽ có như sau. Phép cộng của số nhiều số thập phân ấy thì chúng ta sẽ có tính chất là kết hợp, đúng chưa nào? Vậy thì chính chất kết hợp này thể hiện như thế nào? Đó chính là khi cô cộng tổng của hai số với một số thứ ba thì nó cũng sẽ bằng phép cộng của số thứ nhất với tổng hai số kia, đúng chưa nào? Thế vậy thì áp dụng với cái bài toán ban nãy thì chúng ta có là gì? A cộng B này, tức là chúng ta lấy tổng của hai số này cộng với số thứ ba thì bằng số thứ nhất cộng với tổng hai số kia, được chưa nào? Vậy thì cô suy dẫn ra được rằng cái phép tính chu vi tam giác ấy sẽ có là, đúng không nhỉ? Tổng của hai số này cộng với số thứ ba sẽ bằng số thứ nhất cộng với tổng của hai số kia. Thì cô thấy rằng là cái việc nhóm 5,7 cộng với 4,3 này thì chúng ta sẽ ra được kết quả bằng 10, đúng không nào? Bằng 10. Vậy khi 10 cộng với 6,8 thì cô sẽ đơn giản hơn, cô sẽ có kết quả là 16,8 đúng không nào? Vậy cái tính chất kết hợp này này sẽ áp dụng cho các bạn khi làm những cái bài toán tính nhanh mà gì có nhiều số thập phân cộng lại với nhau. Vậy thì bài học hôm nay cô trò mình dừng lại ở đây và bây giờ các em sẽ làm bài tập luyện tập nhé. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.